Mến chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin của Lê Cần News. Thu quyền rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin hôm nay. Những tin tức mới nhất vừa được cập nhật sẽ được gửi đến ngay sau đây. Ô tô con biến dạng sau va chạm xe khách, tài xế tử vong trong cabin. Sáng ngày 10 tháng 3, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và ô tô con trên đường tránh Nam Hầm Hải Vân, Túy Loan, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, khiến tài xế ô tô con chết tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, khuya ngày 2 tháng 10, xe khách do tài xế Vũ Văn Nghiệp, 43 tuổi, trú huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai, chạy trên đường tránh Nam Hầm Hải Vân theo hướng Bắc Nam. Khi đến đường tránh Nam Hầm Hải Vân thuộc xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, thì va chạm với ô tô con do một nam tài xế chạy hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến ô tô con biến dạng hoàn toàn, tài xế kẹt trong ghế lái. Sau tai nạn xảy ra, người dân gần đó nỗ lực cậy phá cửa ô tô con, đưa tài xế ra ngoài, nhưng người này đã tử vong. Nguyên nhân tai nạn đang được Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 6 giờ vây bắt nghi phạm bắt cóc bé gái 3 tuổi đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng Ngày 3 tháng 10, Công an tỉnh Long An đã tiếp nhận nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn, 34 tuổi, ngụ thành phố Tân An, tỉnh Long An, từ Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra xử lý theo thẩm quyền về hành vi bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản. Khi nhận được tin báo bé gái 3 tuổi bị bắt cóc đòi tiền chuột 2 tỷ đồng, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An và Đại tá Phạm Thanh Tâm Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp gặp gỡ gia đình bị hại để nắm rõ tình hình, chấn an gia đình. Ban giám đốc công an tỉnh Long An đã chỉ đạo lực lượng vào cuộc thận trọng nhưng phải khẩn trương truy bắt nghi can để giải cứu cháu bé an toàn. Đúng 6 giờ sau khi tiếp nhận thông tin vụ án, lực lượng công an đã chặn bắt nghi phạm khi đang trên xe khách tê đi Lâm Đồng. Làm việc với công an, Sơn khai nhận do quen biết cha của bé gái, bản thân lại đang nợ nần một số tiền lớn nên đã nảy sinh ý định bắt cóc cháu bé để tống tiền. Cụ thể, đến 15 giờ chiều ngày 2 tháng 10, Sơn lái ô tô đến trường mầm non để đón bé C 3 tuổi về nhà. Do là bạn của cha bé nên Sơn dễ dàng đón cháu bé rời khỏi trường. Thay vì đưa C về nhà ở phường 2 thành phố Tân An, Sơn chở cô bé về ấp 6, cách nhà của đứa trẻ hơn 20 km. Tiếp đó đối tượng chở bé đi về hướng lên thành phố Hồ Chí Minh. Đến 16 giờ 30, Sơn đã đưa bé đến khách sạn ở phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và nhắn tin cho gia đình bé C để yêu cầu chuyển ngay 2 tỷ đồng vào tài khoản. Lo sợ tính mạng con gái gặp nguy hiểm, gia đình nạn nhân xoay sở khắp nơi và chuyển nhiều lần với số tiền 1 tỷ đồng cho đối tượng. Sau khi nhận tiền 1 tỷ đồng, nghi phạm gửi bé gái lại khách sạn rồi bắt xe khách bỏ trốn lên Đà Lạt thì bị bắt giữ. thanh niên ông nội là đặc công về hưu đi bán bóng và cái kết quét xài cả tiệm. Có anh thanh niên nọ, nhân dịp cuối tuần dẫn đồng đội đi khu vui chơi, không giấu gì cả nhà. Ông nội là lính đặc công đã nghỉ hưu, để chứng thực trình độ bán tỉa của ông mình. Anh chàng dẫn luôn ông tới quầy bán bóng, bảo rằng muốn giành được gấu bông để tặng bạn gái. Không nhiều lời, cô ông tiến đến bắt tay vào việc luôn, giúp đích tôn thoát ế. Ban đầu ông chủ có hơi khinh địch, nhàn nhã, thờ ơ, để hai ông cháu tự chơi thậm chí còn nghi ngờ hỏi xem ông cụ còn nhìn rõ hay không mà đòi bắn kết quả một phát ăn ngay tốc chiến tốc thắng khiến ông chủ ngơ ngác bật ngửa thậm chí cụ ông còn flexing các tư thế bắn khác nhau cho con cháu nó phải trầm trồ ông còn ví mình là r 8 sa mát tên lửa và sức mạnh vô đối của nga nữa cơ cuối cùng hai ông cháu quét sạch cửa tiệm của người ta ôm hết gấu bông về khiến ông chủ tức nghẹn học mà không có làm gì được kể cũng tội mà thôi cũng kệ Cộng đồng mạng xem xong pha bán tỉa của cụ già chuẩn gừng càng già càng cay thì thích thú đây là bình luận. Tuy tuổi ông đã cao nhưng kỹ năng của ông vẫn rất đỉnh. Một pha bắn súng khiến ông chủ dẹp tiệm. Ông nội kiều, lần này tao quyết tâm cho thằng cháu thoát ế. Cách chức tất cả chức vụ trong đảng của Bí thư tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ Tại hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Biên Tre. Trước đó, Bộ Chính trị kết luận ông Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đúng quy định. Vi phạm của ông Lê Đức Thọ mang tính hệ thống kéo dài trong nhiều năm đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc ảnh hưởng đến uy tín của đảng, mất uy tín cá nhân. Căn cứ nội dung tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thống nhất đề nghị Ban chấp hành Trung ương đảng xem xét thi hành kỷ luật ông Lê Đức Thọ. Bùi quần Hoa liệu có trở thành Huỳnh Trần Ý Nhi thứ hai? Mới đây, danh hiệu Miss Universe Việt Nam 2023 đã tìm ra được chủ nhân đó chính là người đẹp đến từ Hà Nội, Bùi Quỳnh Hoa. Giữa thời điểm kết quả Universe Việt Nam 2023 vẫn đang là chủ đề gây tranh cãi, netizen còn soi được những điểm trùng hợp của tân hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa với hoa hậu Ý Nhi, người đang ở ẩn vì ồn ào phát ngôn chỉ sau ít ngày đăng quang. Theo đó, thời điểm hoa hậu Ý Nhi đăng quang Miss World Việt Nam 2023, cô nàng cũng từng gây tranh cãi. Netizen khi ấy cho rằng Kết quả này là không xứng đáng bởi bên cạnh Ý Nhi, nhiều người đẹp khác cũng sở hữu nhiều tố chất xứng đáng trở thành người kế nhiệm Mai Phương. Cũng như Ý Nhi ở Miss Universe Việt Nam 2023, nhiều cái tên cũng được kỳ vọng sẽ đăng quang như Hương Ly, Emma Lê, Lê Nam, Xong kết quả chung cuộc là Bùi Quỳnh Hoa. Một điểm chung khác là sau khi đăng quang, cả hoa hậu Ý Nhi và hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa đều vướng tin đồn mua giải được dọn đường sẵn xong cả hai nàng hậu đều khẳng định đặt giải nhờ thực lực và phủ nhận chuyện mua giải hay được dọn đường sẵn. chuyện hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa và hoa hậu Ý Nhi vừa đăng quang đã bị lập nhóm anti fan đông đảo, thậm chí hàng trăm nghìn thành viên cũng là một điểm trùng hợp của cả hai. chưa biết rằng chặng đường phía trước Quỳnh Hoa còn gặp thêm sóng gió gì hay không, chân tình hy vọng Quỳnh Hoa sẽ không lặp lại vết xe đổ của Ý Nhi. vạch trần thủ đoạn buôn lậu iPhone 15 tinh vi của người đàn ông nước ngoài. Ngày 3 tháng 10, thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Natus Temai Thawistalet, 22 tuổi, quốc tịch Thái Lan, để điều tra về hành vi buôn lậu. Ngày 23 tháng 9, lực lượng chức năng phát hiện 20 chiếc điện thoại iPhone 15 trong hành lý của một vị khách ngoại quốc. Qua xác minh ban đầu, dù mang số lượng lớn điện thoại di động iPhone 15, nhưng người này không thực hiện khai báo nhập khẩu với cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối tượng Natus sau đó được xác định là chủ nhân của số hàng trên. Công an thành phố Đà Nẵng cũng xác định Natus làm nghề kinh doanh mua bán điện thoại di động tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan. Sau khi iPhone ra mắt, Natus đã gom 23 chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max loại 256GB với giá mỗi máy khoảng 35 triệu đồng Việt Nam. Tiếp đó, đối tượng liên hệ với một người chưa rõ lai lịch ở Việt Nam để chào bán với giá 39 triệu đồng mỗi máy, tổng giá trị 20 máy là hơn nửa tỷ đồng. Để qua mặt việc kiểm tra của lực lượng chức năng Việt Nam tại sân bay, Natus đã thực hiện hàng loạt thủ thuật tinh vi. Theo đó, đối tượng mở hộp điện thoại, rồi để riêng điện thoại với vỏ hộp, trong đó vỏ hộp được bỏ vào thùng giấy và trộn lẫn với bánh kẹo, ngụy trang thành một thùng bánh kẹo. Đối với điện thoại, Natus quấn bằng nhiều lớp ni lông, rồi bỏ vào ba lô mang trên vai. Với cách làm này, đối tượng tin chắc sẽ qua mặt được lực lượng chức năng cũng như máy so chiếu. Tuy nhiên, hành vi vi phạm của Natus nhanh chóng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ cùng 20 chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max nhập lậu. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Vụ bé gái sơ sinh tử vong, công an lấy lời khai một người phụ nữ Sáng ngày 3 tháng 10, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan của Công an thành phố Hồ Chí Minh lấy lời khai T, 21 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận, để làm rõ vụ bé gái sơ sinh tử vong trong túi ni lông màu đen mà trước đó báo chí thông tin. Trưa ngày 2 tháng 10, Bệnh viện quận Bình Thạnh tiếp nhận T, ngộ phường 24, quận Bình Thạnh, trong tình trạng suy nhược, có dấu hiệu mới sinh con. Tuy nhiên qua thăm hỏi thì không thấy con của Tê đâu, cùng nhiều dấu hiệu bất thường nên bệnh viện báo lực lượng chức năng. Công an phường 24 đã rà soát và xác định nơi chị Tê đang sống là một căn nhà trong hẻm 246 đường Bạch Đằng. Đến đây, công an thấy một túi ni lông màu đen đặt trước cửa nhà tắm nên báo cáo đến công an quận Bình Thạnh. Khi mở túi ni lông, lực lượng chức năng thấy thi thể một bé gái sơ sinh trên người có hai vết thương nghi do vật nhọn gây ra. Theo người dân sống tại hẻm 246 đường Bạch Đằng, T sống ở đây cùng hai người phụ nữ khác. Ba người họ thường sống rất khép kín, hầu như không bao giờ tiếp xúc với ai. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường 24 quận Bình Thành xác nhận có sự việc bé gái sơ so sinh tử vong trên địa bàn. Hiện vụ việc vẫn đang được Công an quận Bình Thạnh cùng các lực lượng liên quan điều tra. Vụ xe thành bưởi gây tai nạn, không thu viện phí của bệnh nhân Ngày mùng 2 tháng 10, ông Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho hay sẽ không thu tiền viện phí của 4 bệnh nhân trong vụ tai nạn giữa xe thành 10 với xe 16 chỗ. Theo ông Tuấn, trước hoàn cảnh thương tâm của các bệnh nhân, bệnh viện quyết định sẽ không thu các khoản phí điều trị thuốc men, vận chuyển nạn nhân tử vong về quê an táng. Bên cạnh đó, bệnh viện sẽ tiếp tục huy động các y bác sĩ, thuốc men, trang thiết bị tốt nhất, tập trung cứu chữa cho các bệnh nhân, theo dõi sát sao diễn biến sức khỏe của các bệnh nhân để có hướng xử trí kịp thời. Trước đó khoảng 2 giờ 25 phút ngày 30 tháng 9, Hoàng Văn Tính, 37 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, điều khiển xe khách của nhà xe Thành Bưởi, chở hơn 30 hành khách trên quốc lộ 20, hướng Đồng Nai đi Lâm Đồng. Khi đến đoạn thuộc ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, Tính chạy xe vượt bên trái xe tải B đi cùng chiều phía trước. Tuy nhiên trong lúc vượt, đầu xe dừng nằm bên phải đâm vào phía sau bên trái của xe tải. Sau đó xe khách lấn qua phần đường ngược chiều và đâm trực diện vào xe khách 16 chỗ, do anh Nguyễn Văn Cảnh, 33 tuổi, ngụ Bình Thuận điều khiển, chở theo 8 hành khách, hậu quả 4 người trên xe khách 16 chỗ tử vong, bao gồm tài xế, 5 người khác bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong số 4 bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, một bệnh nhân đã tử vong sau đó. Giá vé máy bay nội địa quá cao, tour ngoại trọn gói rẻ hơn vé máy bay nội địa. Ghi nhận cho thấy, Giá vé khứ hồi bay nội địa của các hãng bay trên một số đường bay trong dịp Tết 2024 bằng hoặc thậm chí cao hơn giá tour du lịch trọn gói 3 ngày 2 đêm ở Singapore, Thái Lan. Cùng thời điểm, các hãng bay cho rằng việc nhận định giá vé máy bay nội địa quá cao là chưa hợp lý bởi giá vé vẫn thấp hơn mức giá trần theo quy định. Tuy nhiên, do giá vé nội địa cao một cách bất hợp lý, nhiều người dân cho biết đã quyết định hủy kế hoạch đi du lịch trong nước vào mùa Tết thay vào đó là chọn các tour xuất ngoại trọn gói có số tiền chỉ bằng giá vé máy bay khứ hồi của một số chặng bay nội địa cùng thời điểm. Chị Thủy Dương, 28 tuổi, Đà Nẵng cho biết dự định sẽ dùng số tiền thưởng nhận được vào cuối năm để cùng gia đình đi du lịch Phú Quốc trong dịp lễ Tết này. Thế nhưng sau khi tìm hiểu, thay giá vé máy bay khứ hồi của chặng bay này lên tới hơn 19 triệu đồng cho ba người, chị đã thay đổi quyết định. Tính ra chi phí về máy bay quá cao, chưa kể tiền khách sạn, ăn uống, vui chơi cũng ngốn khá nhiều tiền. Do đó tôi đang cân nhắc mua tour trọn gói đi Thái Lan, khởi hành trong dịp Tết với giá 9 triệu đồng trên khách. Chị Dương nói, nhiều công ty lữ hành cho biết, khi các hãng bay nội địa tranh thủ mùa cao điểm du lịch Tết để đưa ra mức giá vé trên trời, nhiều khách Việt sẽ chọn mua tour du lịch nước ngoài, khiến ngành du lịch Việt Nam thua ngay trên sân nhà. Thế nhưng đại diện một hãng bay cho biết, việc quy kết giá vé máy bay quá cao đã ảnh hưởng đến ngành du lịch là chưa hợp lý, bởi giá vé được mở bán không vượt trần, tức là đúng quy định. Chúng tôi đã hạ giá vé, nhưng khách sạn, khu du lịch ăn uống ở một số nơi không giảm giá, làm sao tạo sức cộng hưởng chung được, vị này nói. Người vi phạm nồng độ cồn khai báo gian dối, cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh dùng nghiệp vụ xác minh. Ngày 3 tháng 10, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong đợt cao điểm từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý hơn 17.000 vụ vi phạm về nồng độ cồn, tạm giữ hơn 16.000 phương tiện tham gia giao thông, tước hơn 11.000 giấy phép lái xe. Tổng cao điểm đã xử phạt 146 tỷ đồng, xử phạt vi phạm nồng độ cồn hơn 66 tỷ đồng. Theo BC08, cho đến nay, qua công tác thực hiện chuyên đề nồng độ cồn, đơn vị này đã phát hiện rất nhiều trường hợp vi phạm, trong đó có một cán bộ BC08 đã có thông báo về cơ quan nơi người này công tác để có biện pháp xử lý. Theo phòng BC08, thực hiện chỉ thị 10 ngày 19 tháng 4 năm 2023 của chính phủ, đơn vị này đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm giao thông, đặc biệt là nồng độ cồn. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm, dù người dân, cán bộ nhà nước đều phải xử nghiêm trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Theo BC08, trong công tác tuần tra kiểm soát, người vi phạm phải xuất trình giấy tờ cá nhân liên quan, đồng thời khai báo nghề nghiệp, nơi làm việc. Trong trường hợp người vi phạm nồng độ cồn cố tình khai báo gian dối nhằm che giấu nơi làm việc thì cảnh sát giao thông sẽ dùng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, xử lý và gửi thông báo về đơn vị cơ quan công tác. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại.